Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đang tăng trưởng trở lại và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ đầu năm đã thúc đẩy thương mại và phục hồi kinh tế, tạo ra các thị trường xuất khẩu ổn định và lâu dài cho Việt Nam. Tại diễn đàn Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 2022, các đại diện đến từ Hội Tự động hóa, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ, Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam và Rextech Việt Nam cho biết, sau đại dịch, việc đổi mới về kỹ thuật Công nghệ tiến đến quá trình tự động hóa dây chuyền sản xuất, chuyển đổi số là xu hướng được các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam quan tâm. Các chương trình tại diễn đàn năm nay bao gồm tọa đàm sáng kiến doanh nghiệp và cập nhật công nghệ, lễ ký thỏa thuận hợp tác dự án cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp và tổ chức cho các doanh nghiệp tham quan nhà máy hướng đến chủ đề sản xuất tinh gọn. Diễn đàn cũng đã cập nhật những công nghệ về tự động hóa công nghiệp cho các nhà máy đáp ứng nhiều quy mô sản xuất khác nhau với quy trình sản xuất tinh gọn, hiệu quả và thiết thực. Bên cạnh các hoạt động thường niên, diễn đàn là sự kiện tiêu điểm chuẩn bị cho triển lãm công nghiệp quốc tế VME dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022.